Về đây, về đây. Cái đầu này là đó bóng hới luôn. Bóng như tóc hình hơi bóng được. Tại vì nó bên đây nó bị. Đó là thầy cạo làm luôn chứ không có ấy. Tại vì mới để tóc mấy tháng này á. Rồi bây giờ thầy sẽ chia sẻ cho anh em cách mặc đồ ha. Và cái phong cách của mình và cái việc học của mình ha. Mặc đồ á, thì nếu như anh em á, mà học salon thì thầy không biết ha. Còn vô học barber của mình á, thì cách mặc đồ quan trọng á. Anh em mặc không đúng đó là nó không có ra cái chất của nó ha. Như giả sử đây anh em mặc nguyên cái bộ đồ này mà anh em không mang vớ, anh chị em mang giày mà không mang vớ cao á là nó không ra. Ra ngoài ta nói là cái gì đâu không à. Còn như giả sử anh em mặc cái bộ đồ này, anh em mang cái đôi vớ cao lên là nó ra chắc của nó. Phong cách của mình đó là nó chia ra hai phong cách. Một đó là Chicano, hai đó là Latchit. Latchit là anh em mặc đồ như quần tây, quần jean, bỏ áo không thùng, mặc áo khỉ, nói chung là dân. Còn Chicano là bắt buộc là phải mặc hơi rộng, mang giày, mang vớ. Nhưng mà giả sử như anh em mặc cái bộ đồ này, anh em mang đôi giày mà hứa giày này là không bao giờ ra. Nói vậy, mặc cái bộ đồ này, mang đôi giày như của thầy hoặc Nike đồ này kia là nó ra. Còn đồ của mình á thì tầm cỡ hoặc tuần nữa mới có. Tại vì hè đặt ở Sài Gòn về tầm một tuần nữa. Thì bây giờ anh em vô rồi cứ mặc bình thường đi. Thì khi nào có đồ á thì mặc một lượt cũng hết. Rồi xong rồi thầy sẽ kêu những anh em thợ chụp hình á lại chụp cho những anh em mỗi người tấm hình để làm kỷ niệm. Mà không có chụp ở tiệm nha. Mà đi chụp ngoại cảnh. Mà đi những cái mà xe cuốc này kia rồi đó, cống rồi là đi chụp rất là đẹp, nhìn nó chắc ha. Để cho anh em có một cái kỷ niệm khóa K10 mà. Rồi những ca trước thì chụp hết rồi. Ca trước thì mấy khóa trước thì mấy anh em ra thợ rồi mở tiệm hết. Bây giờ các tỉnh đồ có hết. Từ hồi lúc mà thầy mở tiệm tới giờ là khóa K10 đó chính là tầm cỡ cả trăm học viên rồi. Hơn chứ không ít. Mấy em là K10. K10 là bây giờ 17 người. Còn những khóa trước là tầm 10 người trở lên rồi. Thì học với em gắn lên đó cho thầy đi. Ấy qua đây nè. Thầy ngồi đây cũng được nè. Ngồi đại đây cho nó làm nó đi. Nói chung á là học cái nào mình học ra mình học, cái nào mình ra chơi ra chơi, chứ không có xen kẽ vô vừa chơi vừa học. Hôm nay mình học xong rồi chiều tối đồ anh em muốn cà phê thì mình cứ đi chơi, chứ không phải mình vừa học xong bạn rủ cà phê cái đi cà phê là không được. Cái nào học ra học, cái nào chơi ra chơi. Thời gian của mình nó rất là ngắn chứ không có dài. Mình quyết định mấy tháng mình lên thợ, mấy tháng mình cắt được. Tại mình bỏ một số tiền mình đi học nghề mà. Ha. Mình phải tự tin vào 4 tháng tôi sẽ đứng vào một cái ghế nào đó để tôi lên thợ tôi cắt cho một người khách. Hồi đó thầy đi học là thầy quyết định là cái gì. Chứ không phải rồi cứ tèn tèn nó ngày nó trôi qua ngày, ngày nó trôi qua ngày cũng đâu làm được gì đâu. Mình phải quyết định được rồi mình xác định vô đây mình học nghề rồi là mình phải xác định được sau này mình sẽ đứng một cái ghế đó mình để mình cắt tóc cho một người khách nào đó hoặc một người bạn nào đó. Cái tuổi của thầy á là 25 tuổi. Ủa mới thấy đây rồi ta. Có ai thấy cuồng với chị đâu không? Kìa kìa đó kìa. Cái chừng trúng mắt anh em á.
Cái tuổi của thầy là 25-26 tuổi. Như giả sử như mấy anh em đây cũng còn nhỏ nhỏ mà. Nhưng mà mấy anh em cỡ này là tầm 25-26 tuổi là mấy anh em có một cái nghề giống thầy rồi. Có một cái tiệm giống thầy. Tiệm thì đơn giản. Như những người mà những anh em mà có khá giả này kia rồi có tiền á, mình có thể sắm một cái tiệm tầm cỡ 100-200 triệu bình thường. Còn đối với thầy, thầy sẽ chia sẻ cho anh em nữa, sau này sẽ chia sẻ cách mở tiệm cho anh em. Đơn giản chỉ 30 triệu hoặc 20 triệu, 15 triệu là mở được cái tiệm nhỏ cho anh em làm. Nó đơn giản vậy thôi. Còn những anh em mà có khả năng đó, mình có thể thuê thợ vô làm cho mình rồi tiệm vài trăm triệu bình thường. Còn những anh em mà hơi có khó tí, mình có thể mở một cái tiệm nhỏ nhỏ thôi, mình cắt thôi, hai ghế thôi là ok rồi. Anh em ở đây ai cũng xa tỉnh hết trơn, có ai sát nhau đâu, đúng không? À, chị giờ chia sẻ những anh em xa tỉnh đi, hết trơn đi, giới thiệu rồi, em tên gì? Tiếng Anh hả? À? Quê ở đâu? Tôi Nguyễn Văn Linh, tôi quê Cà Mau, à. Sinh năm 1998. Tôi Linh Bảo, sinh năm 2002, quê Bình Liêu. Tôi tên Thịnh, sinh năm 99, ở Hậu Giang. Tôi Đinh Thiên, sinh năm 94, quê ở đây luôn. Cần Thơ. Tôi Tân Minh, sinh năm 2001, quê ở Bình Liêu. Rất là hồn các bạn. Tôi Linh Vi. Vi, sinh năm 98, quê ở Hậu Giang. Tôi tên Đạt, sinh năm 99, đến từ Hậu Giang. Hậu Giang nhiều vậy? Quý là sinh năm 98, Vĩnh Long. Tôi là Tân Kiệt, sinh năm 2001, đến từ Sóc Trăng. Rồi, hai người Sóc Trăng. Tôi là Nam, tên Coi, sinh năm 97, tôi Cần Thơ. Cần Thơ. Em ở đâu? Ở Châu Đốc. Châu Đốc hả? An Giang. Dạ. Đấy. Thốt Nốt. Hậu Giang. Vĩnh Long. Em Phú Quốc hả? Trời ơi xa vậy? Đỉnh mày. Xa thế. Từ Phú Quốc vô đại học. Nói chung anh em ai cũng xa tỉnh, ai cũng xa không à. Thì trong đây là tất cả là anh em hết rồi. Mình coi như một cái nhà đi ha. Có gì thì mình cứ chia sẻ cho anh em thôi. Như giả sử anh em này không hiểu thì cứ chia sẻ qua lại vậy thôi. Còn thầy nói cái này để anh em hiểu luôn ha. Trong tiệm này thầy ghét nhất là anh em xích mích ha. Có gì vô cuộc họp mình nói chuyện, đừng có xích mích cái đó, nó khó lòng lắm. Có gì vô cuộc họp một tuần họp một lần hay nửa tháng gì đó, mình không có hài lòng với anh đó, không có thích hay sao sao vậy đó, mình cứ chia sẻ ra rồi anh em mình thổ lộ rồi mình cứ bình thường thôi. Nhưng mà thầy ghét nhất là anh em xích sẽ đứng chị là được rồi. Anh em ai cũng biết tên hết trơn ha, bây giờ chắc không nhớ đâu, thầy cũng không nhớ nổi nữa. Thầy đợi từ từ ngày hai ngày là nhớ hết à. Thời gian học của mình đó là 8:30. 8:30, còn anh em mà muốn về sớm thì phải xin lên nhóm. Hoặc anh em nào mà có công việc như làm thêm thì có gì nhắn tin cho thầy ha. Giả sử mình học tới 5 giờ, 6 giờ gì đó, mình đi làm thêm ở ngoài á, thì xin nói thầy, thầy sẽ tạo điều kiện cho anh em đó làm thêm ở ngoài. Chỉ có chỗ của thầy thì mới tạo điều kiện cho anh em họ làm thêm ở ngoài thôi, còn chỗ khác thì không biết ha. Tại vì ai cũng khó khăn, ai cũng có hoàn cảnh hết, chứ không ai mà sung sướng hết. Tại vì mình lấy cái nghề, mình lấy công việc á, mình đi nuôi cái nghề của mình mà ha. Rồi anh em nào có làm ở ngoài thì báo với thầy. Một là báo trực tiếp thầy, hai là nhắn tin nhóm. Nhưng mà thời gian là phải cụ thể với thầy ha. Em xin mấy giờ em về là mấy giờ em về. Chứ không có đi ngang để thầy đâu biết đâu. Có gì nhắn tin cho nhóm, mình có nhóm mà. Nhóm đó là nhóm K10, còn những cái nhóm thợ với nhóm trước thì
khi nào anh em lên thợ đi thì sẽ cho vô những nhóm thợ ha. Chừng này mấy anh em mà có tên trong nhóm thợ là mấy anh em mới gần lên thợ hết rồi. Ở đây có anh em nào đi làm thêm không? Sắp hả? Ừ, có gì báo đây ha. Nói chung mình làm ở đó mà để mình lấy cái số tiền mình nuôi cái nghề mình thôi, chứ không có gì hết. Thầy mà không tạo điều kiện cho anh em đó thì sao anh em đó xây sở tiền trọ này kia được. Còn cái vấn đề là khi nào anh em làm được cắt ok thì sẽ trả lương cho anh em đó. Không phải không nhất thiết là 6 tháng, 1 năm hoặc 2 tháng, 3 tháng gì hết. Giả sử ngày mai anh em đó làm được thầy vẫn trả lương cho anh em đó bình thường theo ăn chia cái đầu ha. Tại vì thầy hết cái đầu đây 50 thì anh em mới lên thì 10.000, 15 còn cứng cứng tay nghề thì 20 không cái đầu thì được 20 còn những anh em mà cứng thợ lâu năm thì 25, 30 bình thường để mình lấy số tiền đó mình nuôi cái nghề mình thôi. Thì anh em học xong hết khóa thầy sẽ cấp chứng chỉ nghề cho anh em. Và có một số anh em được những cái bằng khen tiên tiến này kia thầy sẽ cấp cho tất cả cho anh em xuất sắc nhất, chứ không phải tất cả nha, anh em là xuất sắc mới được nha. Còn mười mấy người ở đây thầy sẽ giao cho một người anh lớn nhất. Ở đây ai lớn tuổi nhất? Em lớn tuổi nhất phải không? 94 bằng hai tuổi thầy phải không? Em có đi sớm không? Đi sớm. Sớm không? Thầy giao cho em làm quản lý anh em ở trong đây. Là anh em lớn tuổi nhất ở trong đây, ai cũng nhỏ chứ chỉ có em đó là lớn hơn. Thấy em cũng ấy. Thầy sẽ quản lý em với tất cả anh em đây luôn. Thầy sẽ giao cái quyền quản lý anh em trong tiệm cho anh em học viên cho em ha. Một là sáng em phải sắp, nghe này nói là sáng là phải sắp một người lên đây hoặc hai người quét dọn lau chùi lên đây xong ha, xếp ghế ra để mình học thôi giống vậy hết trơn á. Hai á là sáng sớm vô, em nào đi trễ em bắt bỏ vô heo 10.000 hoặc 20.000 vậy thôi. Ok không? Không có thù đâu, trời ơi em bắt vô heo đó càng nhiều rồi sau này đập ra anh em mình nhậu thôi, mở bật ti này kia thôi, hoặc một là nhậu, hai là để mình có cái số tiền cái vốn á, anh em nào vi phạm thì đó tùy anh em đó thôi, để mình lấy cái số tiền đó mình thuê đi xe đi xa, mình thuê xe mình đi, còn anh em kia khỏi bỏ tiền túi bỏ ít, hiểu không? Tại vi phạm mà anh em hợp ý không? Ok không? Mình vi phạm mình bị đóng thôi. Nhớ mặt nha. 8 giờ gửi không có mặt là hốt nha. Đếm về đếm con số này. Là 7. Ngày bắt được 5 đứa rồi cũng được nữa. Số tiền đó là thầy không có xài, không có bọng gì hết, thầy chỉ bể vô heo thôi. Khi nào mà có chuyến đi thiện nguyện đồ các tỉnh như An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu rồi đó thì mình sẽ đập con heo đó ra, mình thuê xe mình đi ha. Còn không á, không á thì mình đập ra mình mở bật đi này kia mình chơi. Tại số tiền đó số tiền phạt mà thầy đâu có giữ túi riêng thầy được, vô tiền quỹ. Tiền quỹ hiểu không? Chắc nếu như mà có đi thiện nguyện á thuê xe lớn chứ đâu thuê nhỏ được, 16 chỗ đâu đi được, tại đi nhiều. Tầm cỡ 2 ngày nữa là bên bộ đội nó sẽ điện mình đi cắt tóc, là thầy sẽ cử những anh em mà biết nghề trước đi với thầy, còn những anh em ở lại thì mình tập, còn không thì thầy sẽ lên kế hoạch để cho những anh em đi để tiếp xúc luôn, thì coi thử sao để nữa có gì thầy báo anh em ha. Thì trước tiên mình vô học á thì mình cầm dao cạo mình cạo bông bóng, rồi bông bóng với cạo giấy, rồi sau mình cầm lược kéo tông đơ,
Thì gành xong rồi trước đây mình học cạo trước đi. Cạo xong rồi thầy sẽ chia sẻ cho anh em cách cạo trên mặt thiệt. Những cái bước quan trọng để mình cạo á thì nó chỉ có 3 bước thôi, đi vòng cái là xong à. Nữa thầy sẽ chia sẻ cho anh em đó. Bây giờ trước tiên là mình phải chia sẻ cho anh em cách cầm dao cạo thì cái đó mới được khó. Còn cạo thì khi nào tay mình nó nhuyễn đi thì mình hãy cạo đó. Nói chung là những anh em mà biết nghề rồi vẫn học bình thường nha, chứ không phải biết nghề rồi là bỏ không cái đó nha. Cái nào nó cũng quan trọng hết. Thầy không biết anh em học ở tiệm khác thì sao nhưng mà vô đây là phải học từ đầu tới cuối. Thì khi nào có đồ đi rồi mình đi chụp hình. Thầy sẽ chị sẽ kêu người lại chụp hình cho anh em để làm kỷ niệm mà. Hôm bữa mua dao cạo nhiêu vậy? Có cái bọc của em đâu rồi, lấy cái bọc coi cái to. Em chị đi mua dao cạo cho anh em đi.